Hai nha, chào mọi người nha. Chào mừng bạn quay trở lại channel mình. Mình là Tưởng Tượng Đường Phố đây, dẫn cùng mọi người. Khi các bạn chơi thoải mái và thư giãn xem clip mình, em đừng quên like và share. Thêm thế nhớ đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái mình như này. Nhưng mà đăng ký kênh và chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất cũng như sắp tới từ mình nhá. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc em một ngày mới vui vẻ nhá. Câu miệng và xem video một cách vui vẻ thoải mái nhất. Ở đó chúc em một buổi tối vui vẻ chứ. Sorry, chúng nói lộn vừa nói lộn miết. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ở tối rồi anh em qua bên kênh Tiểu Tử Gaming nên live stream chúng mình nên live stream cho các mình nhá. Cảm ơn bạn nhiều, anh em nào hứng thú thì ghé qua. Ok. Cảm ơn mọi người. Trở lại vì ngoài ra thì biết anh em nó có bộ cái đại chiến kia đấy, chưa kể trong shop nhá. Shop mình có để phần mô tả. Cảm ơn bạn rất nhiều và mong anh em ủng hộ. Ngoài ra thì trước nay khi mình update cái con nạc review về cái con nạc top 1 server 197 này ở bên Pokemon World thì mình thấy có vẻ được sự ủng hộ của anh em khá là nhiều. Thứ nhất, thứ hai là được bị anh em mình thấy anh em tranh luận rất là nhiều về cái vấn đề bên này ngon hơn bên kia ngon hơn, thì ok thì mình cũng không có vấn đề, mình như mình thì mình không có một câu giải thích nào hết. Ok, để nào mình qua đây mình chơi thử thì mình mới cho được cái cảm nhận anh em, chứ hiện giờ thì mình cũng như các bạn thôi, chúng chưa biết nói sao anh em. Vì thấy có một số anh em kêu bảo bên server, mấy bên server kia làm gắt lắm, đua lại không lại. Ok, hôm nay thì chúng ta lại đến với con nào top 1 anh em mọi người nhá. Tối nay thì mình sẽ làm một việc, đó là mình sẽ đi mua đá PR và về tiến hóa. Bên này PR bán có 750 thôi, 6742 6530 là coi như hết 4k dưới anh em. 4k dưới kim cương này anh em có phải không? Đúng rồi, 4k dưới, 4k dưới này anh em đã đủ đá để tiến hóa cho PR rồi. Đấy, tiêu hóa 4 kim ca dưới kim cương để xem là có gì. Ui, đến 6k kim cương mà nhận quá còn nhạt hơn bên Việt mình anh em. Ok, giờ thì cũng không để anh em chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với màn đó là tiến hóa PR Gatania nhá. Đấy, tiến hóa đấng tối ra đi, vị thần sáng tạo PR Gatania ở phiên bản Poke Hàn Quốc. Lên, Remy go. Tuyệt vời anh em, PR Gatania của nhà chúng ta đây. Ok, lên được dạng quay, lên 14k6 lượt chiến anh em. Ngắt đấy nhỉ, 150k rồi. Từ từ xem nào, bạn chuạc bảo mình đâu rồi, mặc không có đạo cụ riêng cho đó à. Cái sau bao nhiêu lâu thời gian qua chơi game thì cuối cùng mình cũng hiểu được cái ý nghĩa của cái khăn sức mạnh này anh em. Cái khăn sức mạnh này ấy, nó có một cái khả năng đó là dành cho bet gọi là sẵn tấn công bằng ấy, có nghĩa là bằng đam anh em, vật lý là đam đó, mới còn phải đánh đam đó, để anh em mới mang lên cho mang cái này đấy, chứ không không ấy ở đâu, không không nên không nên mang bừa vừa này, còn này không tốt nhất không có thì mang cho nó cái nào nó đúng hệ. Đây này, hệ đánh này cũng được thôi, giờ bạn chọn mang này cũng được rồi. Ok, giờ thì mình cũng sẽ test luôn nào, đổi viện trợ coi. Ui, mỗi viện trợ này là con này cũng được, dùng con này hơn. Đấy, test luôn viện trợ, lâu rồi không đánh anh em, hôm nay thì test ở bên Poke Hàn Quốc nhá, viện trợ PR Gatalia liên hóa rồi phải test luôn anh em, lâu lắm nó không đánh. Với nội tại cá nhân thì ok, không phải nói ở đây thì chắc chắn anh em biết nội tại rồi, biến một có nghĩa là một cái nội tại của đối thủ thành hệ hồn anh em, mà kêu bút đây tăng 100% được skill và 50% deep ARM các thứ kiểu APC IAZ anh em. Đây là một kêu hệ rồng, một kêu hệ hồn, nó ulti này hệ hồn nha mọi người nhá, đó là những gì tình nhất. Chứ tiếng Nhật thì mình cũng không hiểu luôn, mình cũng không nói được phát âm được, như kiểu chung chung thì sang sủng sang sung sẻng còn được, chứ đây tiếng Nhật thì không phát âm được nha. Ok, với được chiến đơn thể là 1.000.000 dưới mà hết linh kiện là 1.590.000, giờ mình sẽ cho cháu nó lên sàn thi đấu để xem là cháu nó lên sàn như thế nào. Ở đây có một bác 1.900.000, 1.800.000. Ok, mình sẽ đánh thử bác 1.800.000 trước, lên 1.900.000 rồi 2.700.000 lết từ từ anh em. Không, nói chung là con này là một bet gọi là có khả năng, gọi là nếu mà để solo tay đôi á thì nó là một bet có khả năng solo cao anh em, chứ cầm Jack Rome ra, bởi vì Jack Rome sẽ ngăn khả năng dùng Q của hệ hồn ra, và Jack Rome thì có khắc chế với hệ hồn, nên là nếu mà rập Jack Rome thì coi như tắt điện toàn thành phố nhá. Anh em nào muốn phá hệ hồn này ấy thì anh em nên nuôi Jack Rome đó. Mình thấy cũng nhiều bạn hay hỏi mình là anh ơi, ở server em nhiều bạn chơi hệ hồn quá, chơi PR, chứ mình nói thẳng chỉ điểm luôn là PR nhá. Đấy, bạn ấy bảo anh ơi, server em nhiều bạn chơi PR quá, bây giờ em phải làm sao để chơi lại được. Thì nếu mà muốn chơi lại PR ấy, anh em chơi team khắc chế, đầu tiên có một cái này nhá, có thể anh em đú theo đây, có nghĩa là anh em nuôi một con PR và nuôi khỏe hơn con đội bạn chắc chắn ăn rồi. Cái đấy thì không phải nói rồi anh em, điều đấy là 100% là ăn rồi, auto ăn luôn. Nhưng mà nếu như không có thì anh em có thể nuôi một cháu Rome,
Rao đấy, Rurua chứ Rurua, sorry sorry, mình phải âm lại không tính nhiều bạn lại bình luận lắm. Rurua, à, gọi là con Rurua anh em, ở à, dạng đầu Rurua nên thành Rurua gì đấy, con cáo đấy. Đó thì anh em nuôi một con ấy, nuôi con đấy thì anh em nuôi như thế nào? Thì anh em sẽ nâng cấp cho nó, cái speed nó phải cao hơn. Có nghĩa là anh em có thể đam không to bằng đội bạn, nhưng cái speed của con Rurua của anh em phải cao hơn con này. Nếu như anh em là từng theo dõi mình ở cái thời gian đầu á, khi mình mà ở server 731 41 à 641 cũng 11 đó anh em, thì anh em sẽ có thể thấy những cái trận mình đánh cùng với bạn top 1 đó. Cái hồi mình có top 2 mình solo với top 1 đấy. Ba cái nuôi con Retrom nó lên thế là mình ăn đâu có lại đâu mà. Nó ngăn cho con PR không được boost nội tại cá nhân anh em, mà một khi PR không boost được lên cái hiệu quả cá nhân đây này. Đó là khi vào trận anh em để anh em PR phải búp cái này lên này. PR mà không búp này lên đánh rất là yếu luôn. Và nếu không búp được lên thì coi như là phế rồi anh em. Đó, và điểm lợi của cái điều đấy nó là như vậy. Con ấy thì nó sẽ ngăn cho PR không búp lên được nha mọi người nha. Và không búp lên được đồng nghĩa việc là mọi skin tấn công tiếp theo của PR nó không gây ra sát thương quá mạnh. Đấy là việc ăn PR rất là cao với gàng thôi. Có xong ăn quả du ngủ rồi. Ui đúng, ăn quả dung của thần thánh anh em. Ồ, không biết nào anh em phá kiên này ra đã. Phá kiên nó ra. Ở một số trường hợp thì anh em phải tấn công bất cập, bởi vì khi biến thành hệ hồn thì kêu hệ hồn lúc nào cũng có giá trị tấn công cao anh em nhé. Nhưng mà có nghĩa là có lúc nào là có điểm lợi thì chắc chắn là sẽ có điểm hại nha mọi người nha. Điểm hại là gì? Điểm hại đó là vụ như anh em ulti tấn công không, nó sẽ không, nói chung phải, nói chung anh em nào làm chúng ta luôn luôn phải có kill book nha. Đâu này, quả này phải ulti thôi anh em, không làm gì được hết rồi, phải ulti thôi. Mày quá, ăn được luôn rồi. Giờ bút lên anh em, giờ thì một mình gặp cháu Aesop này thì hạ phát một thôi. Nói chung là để chơi một cháu PR khỏe đi anh em. Nói chung mình chơi, nếu mà trong server thì mình khuyên anh em là nếu mà muốn chơi cháu này á, team mà lên nuôi và lên đi nhất nhá. Thế mình sẽ cho anh em xem đầu cuối video để đánh xong yes, test xong đi, mình sẽ chỉ cho anh em cách nuôi cháu PR này theo một cái team gọi là bá nhá. Như mình hồi trước ở server cũ mình chơi là đi với cháu Kim Cương cộng với con Rocket Buffet. Vì sao mình lại đi với Rocket Buffet thì lần trước mình đã test, mình có nói rồi nhá. Cái điểm mạnh của Rocket Buffet thì trận này anh em biết nó là con kêu xiềng xích đó. Khi ném ra thì các bet phía bên cạnh sẽ bị hưởng thêm 15% HP, và PR nó khi nó vá vào một bet thì nó gây nổ đam rất là to. Vậy nên mà khi các bet ở phía bên mà nhiễm 15% sát thương ấy thì nó sẽ hiệu ứng rất là đa, gây đam rất là đau nha mọi người nhá. Có khả năng còn hit cả đội bạn luôn. Đó là điểm lợi điểm đấy. Nhưng mà khi gặp đội ngang cơ với một team bet như vậy nó không gây ổn cho lắm. Nhưng mà dù sao thì có nghĩa là khi mà anh em đi với Rocket Buffet á thì anh em có một cái gọi là có một cái sợ gọi là trợ thủ phụ anh em hiểu không? Có nghĩa là nếu cháu PR của anh em không ăn được đối bạn, đúng không? Ví dụ không ăn được đối thủ đi, thì hắn còn con Rocket Buffet nó còn có khả năng gánh team thay, bởi vì Rocket Buffet nó có cái nội tại á, nó có cái công ty anh em là nó sẽ đánh bằng HP của bản thân đó, và kêu đấy rất là mạnh, thật sự luôn, mình phải khẳng định với anh em kêu đấy rất là mạnh luôn. Đó, thế nên là khi mà anh em nuôi một cháu, nếu mà nuôi thì anh em có thể đi theo như team của mình chơi đấy, Rocket Buffet. Còn không thì anh em có thể nuôi theo một cái team này nữa nhá. PR thực ra có một cái team rất là hay như này này. Anh em nên nuôi nhá. Nếu anh em có khả năng á thì anh em nên nuôi theo như này. PR Rocket Buffet cộng với Rurua. Con Rurua khắc chế với PR, nhưng mà Rurua đi với PR lại một điều vô cùng thú vị. Anh em biết sao không? Vì Rurua nó khắc chế hệ hồn, và trong độ tài của PR ấy nó lại có thể biến đối thủ tại một đối thủ thành hệ hồn, anh em hiểu chưa? Và khi điều đó là một điểm cộng cực kỳ lớn luôn. Đấy. Khi mà một đối thủ mà thôi xong quả này nó hạ luôn rồi. Đây, thấy bạn em nó bảo là đội này rất là mạnh đây. Đấy, em nó đang cố gắng ăn được cái đội bạn này, top 2 đấy anh em. Thì khi mà PR đi ấy thì nó biến nội tại thành hệ hồn, và Rurua thì có khả năng tấn công hệ hồn, nó làm gây đam rất là đau anh em. Đây là điểm cộng rất là to nhá. Anh em có thể chơi một cái team như vậy, điểm đấy rất là chơi điểm này rất là mạnh luôn. Giờ rằng chưa mấy anh em nào chơi, nhưng mà mình nếu anh em nào có cơ hội mình nghĩ anh em nên test thử team đấy một lần. Bữa nào mình sẽ kiếm ạc mình sẽ test cho anh em xem. Chứ hàng này thì chắc không có rồi. Ở đây thì chắc cũng không có bạn nào được chiến cao đâu, chắc có mấy bạn này thôi. Giờ những ạc đấy ghép lấy team bay thần gió của em nó ra đánh chơi coi anh em. Chơi đúng kiểu hai con này thôi. Rồi, vào gặp lại team không anh em. Và chậm chán phát nữa.
Ok, đợi tí xong ván này ra mình sẽ chỉ cho anh em cái team của PR mà anh em để chơi team bình thường dễ kiếm á. Nói chung thì PR thì rất là nhiều team, quan trọng là anh em chơi như thế nào thôi. Đợi tí. À, bất kể chơi một trò chơi hay là cái gì anh em, bất kể nuôi một team nào trong Poké đại chiến này cũng rất là dễ chơi và dễ ghép team. Quan trọng anh em chơi nhà, ok, test. Ui, mình chọn lộn rồi, thần gió đi với PR, đúng rồi anh em. Cũng thú vị mà. Dù rằng không liên quan tới nhau. Thôi kệ anh em, cũng tên thử ván, thêm trợ thủ đi theo. Quả này thì ăn chắc rồi. Kiểu gì thì kiểu anh em cũng ăn chắc rồi, quả này ăn chắc rồi. Phá PR đội bạn này. Thần gió nó chưa có nội tại đâu anh em, thần gió nó có nội tại nó lại ở một diễn biến khác nha. Đấy, một chuyện nó lại ở một diễn biến khác, để xem có ulti này đi đâu đó anh em. Ui giời ơi, có ulti này đi về đây à. Tuyệt vời đấy, tuyệt vời đấy. Xem nào có gây hỗn loạn không, không gây hỗn loạn được là hơi thốn anh em. Ui, cũng bên chợ luôn à, gắt đi. Gắt đấy. Ulti mà sát đầu mình, nó ulti con của mình luôn anh em, thú vị. Ok, giờ thì hạ trong này thôi, có gì đâu mà. Thổ một kêu bị dòng ra, tuyệt vời. Ulti luôn. Thấy hỗn loạn ngay anh em. Búc lên. Nhờ cho thần gió phá kiên con này ra anh em nhá. Ui, ulti nữa à. Cắt gọn đấy. Ăn ung ti hoài vậy. Thôi hạ nó đi anh em. Đêm dài đời lắm mộng. Mình chuyển sang cái đội x2 với x3 nha mọi người nhá. Đánh cho nó auto nhanh tí. Đấy, một câu anh em chờ lâu. Búp kia lên nào. Ung ti này luôn anh em. Phá ra. Bắt thôi. Nào thì bắt thôi anh em. Mày lên đây, mày thò cái đầu mày lên đây, tao hạ mày luôn. Tao sợ mày quá cơ, lên đây. Chưa biết mèo nào ăn mèo nào nha. Win rồi anh em, auto win rồi. Ok, win. Ok thì anh em chơi PR thì anh em nên đi với kim cương. Đây điều đấy, điều đầu tiên rồi, ngoài ra thì anh em thì đi với Luala. Những con bé thuộc dạng hệ hồn rất là nhiều, anh em thì đi sắp thoải mái luôn. Nhưng mà nếu mà team ngon thì anh em nên cho đi với kim cương nha. Vì con này dễ kiếm nhất trong giai đoạn đầu. Và có thì anh em mang một cháu rua, rua theo, còn không thì có thể mang theo con giống như con của bọn chủ hàng đang nuôi đây này. Đây, cháu này thì anh em bắt ở trong rút x10 nhá. Đây, mình sẽ vào tiến hóa cho anh em nhìn cho dễ này. Đây, con bóng mai này. Đó. Con này nhìn thấy rồi anh em, sát thương nó cấu rất là đau lắm, anh em phải nuôi theo. Và đây này thì cháu kim cương, bạn chủ hàng thì chưa có bê con kim cương đây này, hiện giờ chưa nuôi được. Đây, mình cũng sẽ vào hình ảnh cho anh em xem qua, thì anh em lại kiện bảo là nói cũng như không, không cho xem ảnh, chịu rồi, hệ hồn hệ này đúng không? Nhớ hệ hồn màu tím. Đây hệ độc rồi, hệ độc rồi. Hồn đây, hồn đây. Đây. Ở đâu có mà anh em, đây bạn chó có này. Đây chó kim cương này. Đó. Đấy thì anh em để nuôi. Ngoài ra bạn bảo chơi con này có êm không. Mình nói thật con này mình cũng đã test 2 lần. Nhưng nói chung mình sẽ chơi con này không ngon đâu mất rồi anh em. Đó anh em có thể chơi PR cộng với hai cháu này này. Đó, khá là ổn. Còn không thì có thể theo Rurua. Rurua thì hệ ác này anh em nhá. Anh em quay ác có thể thấy Rurua này. Và bữa nay ở phiên bản mới nó có thêm con Rurua phiên bản mới anh em nhìn hấp dẫn lắm. Đây Rurua đây. Đấy. Tùy anh em gọi Red Round Rurua tùy mọi người nhá, không tí mình đọc lộn anh em cứ chấp vặt, nhiều khi nhiều bạn vào chấp lắm. Chấp từng câu nói một sợ luôn á. Đây ở phiên bản mới nó cập nhật thêm hình ảnh mới mà mấy bên Việt. Mấy hôm sau mình sẽ test thử thôi. Ở đây chưa có anh em, sang Việt Nam mình sẽ test thử cho anh em xem. Ok, cái video giải trí nhảm nhí tối nay của mình cũng xin đánh kết thúc tại đây thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo, chúc anh em xem video vui vẻ nhá. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.